Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setup như thế nào để bắt đầu có thể vẽ được và các bạn hiểu được những cái yếu tố ở trong Photoshop, để đến khi các bạn vẽ các bạn sẽ biết là ví dụ như chỗ này là cái gì, chỗ này là mở file, chỗ kia là xuất file, chỗ kia là save file lại, chỗ này là flush, rồi setup những cái bảng Wacom sẽ như thế nào, flush sẽ như ra sao, rồi những chế độ layer, history, những cái chế độ nào mà support cho mình đơn giản và nó hiệu quả ha. Thì ít nhất các bạn phải biết tới. Hôm nay mình sẽ dàn trải một xíu, chia sẻ này một xíu để các bạn khi các bạn bị thắc mắc ở một cái phần nào thì đâu đó các bạn sẽ có cái dữ liệu ha, thì có cái dữ liệu là mình lỗi đó thì mình nên mở cái nào, ví dụ như path phối cảnh thì các bạn mở ở đâu, và muốn lùi bước về history, những cái bước lùi về sau ha, thì chúng ta sẽ lùi ở đâu, và những phím tắt sẽ tìm hiểu ở đâu. Các bạn thấy những cái artist mà lâu năm á thì họ sẽ có những cái thao tác ha, cái thao tác của họ rất là nhanh và các bạn sẽ hầu như sẽ không có thể nào thấy được cái thao tác của người ta ha. Tất nhiên là trong quá trình nếu mà các bạn xem video á, bạn nào tắt mic giúp mình đi bạn ơi. Ví dụ như là đây cái bài gần nhất đây mình vừa vẽ xong ha, các bạn chắc là các bạn thì các bạn cũng biết đó, thì mọi cái này mình control nó ở trong cái file Photoshop này. Và như cái artist thì khi các bạn xem video trực tuyến thì online á, thì cái thao tác tay họ rất là nhanh, mà hầu như các bạn sẽ không thấy họ thao tác gì ở trên cái giao diện của Photoshop, bởi vì những phím tắt đó họ đã hiểu hết và họ set up hết vào những cái khu vực phím tắt ở bên tay bên trái ở bên tay bên phải ha. Hoặc là họ có thể sử dụng trên bảng Wacom, nhưng thông thường là để thì cài đặt những phím tắt này nó rất là nhanh ha, thao tác tay rất là nhanh. Ví dụ như giờ mình bật lên những cái chế độ ha, mình sẽ tạo được những cái độ, ví dụ như là mình sẽ làm sáng lên, nhưng mà cái chế độ này tự động nó sổ ra ha, nó sổ ra bên ngoài là bởi vì mình đang sử dụng phím tắt và mình tăng cái tốc độ vẽ của mình, bởi vì mình biết là phím tắt ở đây và mình muốn bật cái chế độ Quiver này ha để chỉnh sửa độ sáng của bài ha. Thì mình có thể bật nó ra ngay được, thì bởi vì mình hiểu, mình biết chỗ đấy có phím tắt đấy, chỗ đấy có cái chế độ đấy, rồi sau đó mình set up làm sao cho quá trình vẽ của mình thuận tiện nhất có thể. Chốt đi chốt lại thì chốt vấn đề lại là làm sao mà cái này là cái công cụ ha, làm sao mà mình lợi dụng cái công cụ này hỗ trợ cho quá trình mình vẽ nó hiệu quả nhanh gọn nhất có thể ha, để nhanh chóng đạt được cho mình những cái sản phẩm hay là những cái bức tranh ha, mà không phải giống như trải nghiệm của mình, thì một số đàn em cũng như là học viên của mình thì một số bạn sẽ có cái hiện tượng là khi em vẽ thì em cứ vẽ một hồi là em sử dụng cái công cụ, em sẽ dùng một số công cụ ở trong đây, rồi em lại ớ ra, em lại ớ, ủa sao cái công cụ này lại như thế nhỉ, sao lại em lại vẽ nó lại ra như thế này nhỉ. Có nghĩa là không biết, như là khi chúng ta bắt đầu làm quen Photoshop hay người ta gọi là những cái khóa học về basic á, thì bắt học viên là làm quen, ít nhất các bạn phải làm quen với bảng Wacom và làm quen với Photoshop thì các bạn mới đủ điều kiện để đi vào hay là chuẩn bị cho mình những cái chuẩn bị đầu tiên để bước vào con đường vẽ digital painting. Tình ngắn gọn nó là như thế. Thì hôm nay mình sẽ chốt lại, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua tổng quan về cái giao diện của Photoshop ha, nên bây giờ mình sẽ set up lại từ đầu. Ok, thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ tắt những cái file này đi ha. Bây giờ đây là cái giao diện đầu tiên của Photoshop. Mình sẽ trở về cái giao diện thông thường. Window. Rồi, thông thường như thế này đi ha. Rồi khi các bạn vừa mở Photoshop lên, giờ mình sẽ tắt Photoshop nè. Bây giờ Photoshop thì mình đã gắn nó ở dưới cái phần thanh bên dưới ha, thì mình sẽ bật nó lên. Thì hiện tại mình đang xài cái phần mềm là Photoshop CS6. Tại sao mình xài CS6? Bởi vì CS6 nó support tốt nhất cho cái quá trình mà mình vẽ. Thế, tất nhiên đây là sở thích của mỗi người, thì các bạn có thể là những cái phiên bản CC 2018, 19, 20 hay là những biển CS thấp hơn, nhưng mà đối với mình thì CS6 là tối ưu nhất. Nó vừa đủ và nó không bị thừa ha, nó vừa đủ cho mình. Thậm chí là đôi khi nó cũng thừa chức năng. Nên là bây giờ khi mình vừa mở giao diện Photoshop thì nó sẽ hiện ở cái mức độ cơ bản như thế này. Thì nhớ cho mình, khi mở một cái giao diện Photoshop thì chúng ta ở đây không phải là design, chúng ta cũng không phải là thiết kế, chúng ta không phải làm animation, mà chúng ta để painting. Vậy nên là chúng ta phải để cái giao diện
hỗ trợ cho quá trình chúng ta vẽ và painting ha. Thì ở đây khi các bạn mở giao diện lên thì chỗ phần Windows các bạn mở cho mình cái phần Workspace. Workspace có nghĩa là cái chế độ làm việc, không gian làm việc của chúng ta ha. Thì ở đây có những cái chế độ cơ bản ha. Cái chế độ painting này, photography nè, rồi typography là chế độ về chữ gì đó ha. Đó là essential này ha. Thì mình bật qua cái chế độ painting ha. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào chế độ painting này, thì bây giờ nó sẽ hiện ra mình những cái công cụ nào hỗ trợ cho quá trình vẽ thôi ha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nè, ở đây sẽ có washer hay là navigator này, những cái phần này là thu nhỏ của màn hình mình. Ở đây có chế độ brush nè, chúng ta sẽ phân tích từng cái một. Washer này thì cái này là chế độ bảng màu, mà cái này thì các bạn có thể xài hoặc là không xài ha, nó cũng không quan trọng lắm. Rồi những chế độ như chế độ layer, rồi path. Path chính là cái đường đo phối cảnh của chúng ta ha. Path chính là công cụ đo phối cảnh trong Photoshop, mà các bạn muốn đo một cái chuyên nghiệp mà không phải sử dụng những cái ví dụ như là bỏ cái lưới vào, chúng ta tự vẽ lưới vào thì những cái giao diện chúng ta sẽ rất là rối, mà mình không khuyến khích sử dụng những cái chế độ lưới đó vào ha. Rồi ở đây sẽ có một số công cụ như là tool ha. Ở đây sẽ có tool preset nè. Rồi ở đây là brush này. Ha, ở đây là có history, thì đây là những cái công cụ cơ bản, và đây là bộ tool ha. Như tất cả những thao tác của chúng ta đều ở trong bộ tool này. Đây là những cái phần cơ bản để hỗ trợ trong quá trình vẽ của chúng ta. Ngoài ra thì bắt đầu mình sẽ chia nó ra từng cái thứ tự ha, có những mức độ, những cái mức độ quan trọng. Khi bắt đầu vẽ thì có những cái quan trọng, ví dụ như là layer ha. Layer chính là một phần không thể nào thiếu được. Thì các bạn cứ tưởng tượng layer giống như là những cái tờ giấy xếp chồng lên nhau ha. Cái level background chính là tờ giấy dưới cùng. Rồi chúng ta xếp từng cái tờ giấy lên, xếp lên, xếp lên, xếp lên ha. Và các bạn tưởng tượng là nếu cái tờ giấy bên trên mỏng ấy thì chúng ta sẽ thấy tờ giấy bên dưới. Ha, nếu mà tờ giấy bên trên dày á, chúng ta sẽ không thấy tờ giấy bên dưới, và nó xếp chồng với nhau thêm một cái cọc giấy như này. Ha, nó sẽ cắt lớp ra. Gỡ cái layer ở trên thì chúng ta sẽ thấy cái layer bên dưới. Ha. Còn cái layer bên trên mà chúng ta để chế độ nó bị trong, với như giảm opacity ha. Opacity chính là cái độ trong của cái layer đấy, có thể nhìn xuyên hay là không, giống như là khi các bạn một số bạn mặc áo dài. Áo dài mà càng dày thì không thấy gì hết. Và đôi bạn mặc áo dài rất là mỏng ha, thì sẽ thấy bên trong kiểu vậy. À, rồi bây giờ mình sẽ mở một cái file mới và mình sẽ set up, và nhớ cho mình nè, khi trong quá trình vẽ chúng ta làm gì thì làm, miễn sao cái chế độ coi là cái vùng vẽ ha, cái phần space để chúng ta vẽ nó phải lớn nhất có thể ha, lớn nhất để chúng ta có thể vẽ và không bị rối. Chúng ta chỉ bỏ những cái gì quan trọng, chúng ta phải biết cái gì quan trọng nhất, cái gì hỗ trợ cho mình nhất, cái gì sử dụng nhiều nhất, cái gì không cần thì chúng ta mở ra sau, hoặc là chúng ta cài đặt những cái phím tắt ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ mở, ví dụ như là mở mình công cụ F5 của mình ha. Mình không thao tác gì ở trên này hết, không đụng chạm gì ở trên những cái chế độ này, nhưng mà mình bật lên, mình chỉ cần giờ sử dụng chế độ phím tắt là mình bật lên là nó hiện lên ngay lập tức ha, bởi vì mình hiện chế độ phím tắt rồi. Mình ví dụ như là ở đây mình muốn hiện cái bộ brush thì mình chỉ cần bấm một cái thôi ha, thì lập tức cái bộ brush của mình sẽ sổ ra bên ngoài ha. Vậy con đang nghe stream mà con Bác ơi, cho con bác đi học xíu bác ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có tổng hòa nó như thế này ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tắt cái layer này ha, tắt cái file open này để mình bắt đầu xuất những cái file vào, và mình bắt đầu setup từ quá trình vừa mở file luôn ha, kích từ kích thước file tới đến cái thời điểm mà chúng ta save file lại ha, để chúng ta thoát Photoshop. Rồi, nhớ cho mình cái nguyên lý ha, mình sẽ nhắc đi nhắc lại là làm sao cái vùng chọn của chúng ta, làm sao cái vùng chọn nó nhiều, vùng vẽ chúng ta nhiều nhất có thể, thoáng nhất có thể. Đó là lý do tại sao đôi người artist thì họ sẽ dùng hai màn hình ha. Thì các bạn sẽ thấy là họ dùng hai màn hình, thì một màn hình chỉ để chuyên để painting thôi, để vẽ thôi, vùng chọn để vẽ. Còn cái màn hình bên này thì tất cả những chế độ cũng như là những cái reference hay là những cái ảnh để những cái arc hay là những cái layout, những cái chỉ thị thì để bên màn hình bên trái, vẽ ở màn hình bên phải ha, để cái màn hình không gian của chúng ta nó thoáng đãng, nó dễ kiểm soát, nó dễ vẽ ha, giống như là nó là một cái trang giấy luôn ha.
giống như một tờ giấy luôn, chúng ta vẽ cho nó thoải mái, không phải bỏ nào là bút, nào là thước, nào là tẩy ở xung quanh viền 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 á, cảm giác rất là khó chịu ha. Nhưng mà mình đang nói là cái quan điểm thông thường ha, thì đôi bạn muốn ví dụ như là nó ấm cúng một xíu, nhiều chế độ thì ok thôi, mình cũng tôn trọng, nhưng mà đây là mình sẽ mở ra cho các bạn những cái option để các bạn có thể lựa chọn ha. Thì khi mình biết hết thì mình cái lựa chọn option của mình nó sẽ đa dạng hơn. Rồi mình sẽ kiểm tra một chút xem cái đường truyền hay có vấn đề gì ở đây không. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu người nhỉ? Ok. Rồi, tiếp tục, bây giờ mình sẽ tắt hết những cái này ha. Mình sẽ trở về cái chế độ. Trở về cái phòng workspace. Bây giờ mình sẽ chuyển về cái chế độ khi chúng ta mở lên thì cái Photoshop cơ bản nó sẽ giống như thế này ha. Rồi chúng ta nhìn gọi là tôi không biết tôi là đâu và tôi là ai và đây là đâu nữa ha. Đó thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta mở lên đây, mình vừa bấm mở lên rồi bắt đầu mình bắt đầu có hai chế độ khi bỏ file vào. Một là các bạn sẽ vẽ một cái bức tranh mới đó, là các bạn tạo một cái file mới và file new, hoặc là các bạn sẽ xuất một cái file từ bên ngoài vào đó. Ở đây có hai chế độ, một chế độ đầu tiên là mình sẽ bỏ chế độ ảnh vào ha, thì ở đây mình sẽ có hai chế độ này, mình sẽ bỏ qua ngoài hành trình desktop này. Thì ở đây có một chế độ là chế độ file ảnh và chế độ đây là chế độ file Photoshop ha. Thì với những chế độ này thì mình khuyên các bạn là chúng ta không cần open ha. Thì ở đây chúng ta khi vừa mở lên thì nó có cái phần đầu tiên các bạn phải lưu ý chính là phần file ở trên này, Photoshop phiên bản nào thì những cái phần chỉ thị ở trên này, những khu vực trên này thì đều giống nhau ha. Thì có phần file thì chúng ta xuất gọi là chúng ta ném file vào trong cái Photoshop thì có chế độ là open. Nhưng mà mình khuyên là chế độ open này á thì nó sẽ dẫn link cho mình ha. Ví dụ như là lẫn ra đây là dẫn để ra cái phần desktop. Dẫn hoặc là mình dẫn ở đây là mình dẫn vào phần PC và mình chọn ổ đĩa là ổ đĩa D, ở trong này có đầy đủ các file ha. Rồi mình chọn vào file đó. Sau rồi mình ấn vào cái phần open là tự động sẽ mở ha. Ví dụ như là mình sẽ mở thử một cái file đi ha. Rồi ok, mở thử cái file này, open ha. Thì bây giờ nó xuất cái file này cho mình ha. Và nó ở chế độ là chế độ layer ha. Và đây chúng ta sẽ thấy đầy đủ layer xuất ở đây. Thì đây là cái chế độ file Photoshop, nó đã có đầy đủ những cái dữ liệu và cái cấu cấu tạo ở bên trong đấy ha. Nào từ layer, những chế độ hỗ trợ, những tên, những test, rồi những filter ở trong này. Mình đã để sẵn hết ở trong này, đây là file Photoshop đã có sẵn. Rồi cái file thứ hai á, chúng ta sẽ có là file ở dạng JPEG hoặc là file PNG ha, là file hình ảnh đi, nói chung là file hình ảnh. Thì chúng ta sẽ có file ảnh nha. Sau khi mình đã xuất cái file ảnh này ra ngoài rồi, mình sẽ bỏ file này vào trong. Thì các bạn thấy vừa rồi mình đã cầm cái con chuột, con trỏ mình cầm mình kéo vào trong này luôn ha. Mình cầm mình kéo vào đây luôn. Mình sẽ kéo lại ha. Cầm kéo vào trong này. Rồi. Nếu mà các bạn muốn chọn kéo thêm một file bên ngoài, kéo nhiều file vào trong á thì không được kéo và bỏ vào trong màn hình này nhá. Nếu mà các bạn cầm kéo tiếp tục file thứ hai mà vào khu vực màn hình mà nó hiện cái vùng chọn này á thì lập tức nó sẽ hiện một file, nhưng cái file này sẽ nằm bên trong của cái file mà chúng ta đang vẽ. Đó. Nếu mà các bạn bỏ lên trên khu vực bên trên này này, nhớ kéo lên khu vực bên trên thì nó sẽ tạo cho mình một cái file mới ha. Ví dụ mình sẽ copy cái này. Rồi mình đặt tên nó là cái tên gì đấy đi. Rồi mình cầm mình kéo vào đây. Thì bây giờ nó là file độc lập thứ hai, giờ chúng ta sẽ có hai file. Thì các bạn có thể tạo rất là nhiều file khác nhau ha. Các bạn có thể tạo mấy chục file ở trên cái thành thành này cũng được ha. Rồi mình sẽ copy tiếp. Rồi mình sẽ đặt tên tiếp ha. Rồi bây giờ mình lại kéo lên. Vậy bây giờ chúng ta đã có ba file ha. Bây giờ các bạn có thể vẽ ba BG một lúc cũng được, ba cái background một lúc cũng được, hay ba cái bức vẽ của mình một lúc cũng được. Đấy, cái bức vẽ đầu tiên ở đây, bức vẽ thứ hai ở đây với bức vẽ thứ ba ở đây. Rồi tương tự với đó, cái file ảnh cũng thế. Giờ chúng ta sẽ qua cái file là file Photoshop cũng cũng open vào trong theo cái cách tương tự như vậy ha. Thì mình sẽ kéo và mình sẽ thả ở đây. Rồi, ok. Thì cái file Photoshop cũng tương tự, nó cũng xuất, nó cũng nhập vào trong cái Photoshop này. Và chúng ta sẽ mở cái phần layer thì chúng ta sẽ thấy ha. Đây là cái file Photoshop của mình ha. Mà lúc mình đã vẽ xong thì tương đối là ở trong này ha. Rồi ok.
Bây giờ mình sẽ trở lại phần căn bản là mình sẽ tạo một cái file mới. Ha. Giờ mình sẽ setup lại đầu tiên khi mình vừa mở Photoshop, mà bạn nào vừa mới cài đặt Photoshop ấy, để ý cho mình ha. Vô phần Windows, vô phần Workspace, rồi vô cho mình cái phần Painting. Ha. Thì vừa rồi cái phần Painting do mình đã quăng ra hết rồi, nên là nó vẫn giữ nguyên thôi. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lại cho vị trí cũ ha. Để mình setup lại cho các bạn. Tí nữa thì mình sẽ sắp up lại cho các bạn cho dễ dễ nhìn. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một file mới ha. Các bạn tạo file mới bằng phím tắt này cho mình. Khi mà các bạn mở chế độ file thì các bạn tập thói quen sử dụng phím tắt cho những cái nút điều hướng lớn ha. Ví dụ như là new. Các bạn sẽ thấy nút new N chính là tạo file mới. Cái nút open là Ctrl O chính là đem từ file của ngoài ném vào trong Photoshop, là Ctrl O ha. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ cần biết là ở đây là cất Ctrl N ha. Mình sẽ ấn tổ hợp phím là Ctrl và N. Rồi, mình sẽ search một cái bàn phím máy tính đi. Ở chế độ là Windows ha, cho máy Windows, còn máy Mac thì nó sẽ khác một xíu ha. Máy Mac thì cái phím điều hướng của nó sẽ khác một xíu, nhưng mà khi các bạn search trên Google thì hầu như là những cái chế độ bên máy Mac cũng có thể xuất qua bên bên máy ấy được ha. Qua Windows được, nó khác mấy phím Command hay là Option ha. Nhưng mà nó có thể chuyển đổi qua được. Rồi mình sẽ lưu hình ảnh này lại. Sẽ bỏ vào đây cho các bạn dễ nhìn. Rồi, các bạn sẽ thấy nó trực quan hơn ha. Rồi. Giờ bây giờ mình sẽ ấn phím bây giờ ấn phím Control ha, cộng với phím N. Control này, 1 này, N là 2 này. Hai phím này mình ấn liên tục ha, Control mình ấn liên tục với nút N. Thì giờ nó sẽ tạo cho mình một cái file mới. Control N. Rồi, lập tức nó sẽ show một bản là bảng new ra ha. Là khi các bạn ấn nút Ctrl N thì các bạn nào có máy ở đây thì các bạn có thể thao tác trước. Các bạn ghi đến đâu thì có thể thao tác thử để đấy ha. Thì mình thao tác mình sẽ nhớ nhiều hơn. Mình ghi một lần xong mình sẽ thao tác một lần nữa thì mình sẽ nhớ. Thì ở đây, đầu tiên khi mà setup ra mở cái bảng này ra thì nó sẽ có những cái thông số ở đây ha. Photoshop nào cũng vậy thôi. Mở ra cái thông số thì nó cũng như vậy. Thì ở đây sẽ thấy đầu tiên là cái này là name. Thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái file này ha. Ví dụ như là mình đặt sẽ đặt tên, các bạn đặt tên gì cũng được ha. Ví dụ như là background anime ha, background, hoặc là không thích đặt anime thì mình sẽ đổi, ví dụ như là đặt tên mình đi, kênh xin chào mọi người, love on, chúc buổi tối tốt lành, chờ đợi lại vậy ha. Rồi, sau khi cái đặt tên file này thì cái file này sẽ là cái tên của cái file khi mình save lại hay mình xuất ra cái file JPEG ha. Rồi, ở dưới thì chúng ta sẽ có cái phần preset. Phần nào mình pick đây. Rồi, ở đây sẽ có phần preset. Preset chính là cái kích thước của cái file này, và những cái thông số kích thước này là những cái thông số kích thước chuẩn đó, ha. Thì các bạn khi các bạn sổ ra phần kích thước này thì nó sẽ có một số kích thước chuẩn ở đây. Ví dụ như là US paper hay là international paper hoặc là photo hoặc là website. Có thể mình nhấp vào phần website thì lập tức nó sẽ sổ ra cái thông số của cái phần giao diện website ha. Thì đây là những cái thông số, nếu mà các bạn không biết cái thông số nào là thông số chuẩn. Ví dụ như là các bạn không biết là chế độ Full HD là kích thước bao nhiêu. Full HD là cái kích thước nó là 1920 nhân 1080 ha. Hoặc là kích thước 4K chẳng hạn thì nó lên đến khoảng 2000 năm bao nhiêu đó. Nhân bao nhiêu đấy ha. Thì khi đó các bạn có thể search những phần file Google. Thì ở đây có chế độ web nè, website, mobile ha. Thì kích thước này của nó ở đây. Rồi hoặc là phim and video ha. Thì các bạn thấy cái thông số của nó là 720 nhân 480. Cái khổ này chính là kích thước, gọi là các bạn xem trên YouTube ấy, ha, thì các bạn sẽ thấy là khi mở cái độ phân giải của nó sẽ có là 720 hoặc là
kích thước HD, kích thước 360 hoặc là kích thước 480 ha, thì nó là những cái kích thước này đó. Rồi hoặc là chế độ custom ha. Rồi USK thì các bạn có thể thấy, rồi các bạn có thể thử những cái thông số này ha. Web. Rồi bây giờ mình sẽ đề về chế độ custom đi ha. Giờ chế độ khi chúng ta mở lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thu xuống những phần hào dòng bên dưới ha. Thì những ở đây là có những chiều cao và chiều rộng ha, chiều cao của file và chiều rộng của cái file. Ha. Thì các bạn có thể setup, ví dụ ở đây mình sẽ cho là một, mình sẽ đổi về chế độ pixel đi cho nó dễ nhìn ha. Rồi ở đây mình sẽ cho là 1920. Ở dưới sẽ mình sẽ cho là 1080. Rồi mình ấn enter. Đấy thì các bạn sẽ thấy là chiều cao của nó là 1080 và chiều ngang của nó là 1920 ha. Rồi cái file của chúng ta đang có tên là Kin, xin chào mọi người. Love all ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lại tiếp một cái file mới. Cái vừa điều rồi thao tác của mình là chỉ cần Ctrl N ha. Rồi, hi hi ha ha đi. Rồi, ở đây sẽ để custom cũng được. Nếu các bạn đã biết kích thước chuẩn rồi ha. Thông thường mình study ha, thông thường mình vẽ hay là study thì thông thường kích thước nó chỉ cần là 1920 nhân 1080 là ok rồi ha. Nếu các bạn muốn độ phân giải cao hơn, các bạn cứ tưởng tượng như thế này nè, trên phiên bản mobile thì chúng ta sẽ làm cái kích thước nó nhỏ, và những cái phiên bản về chỉ để xem trên YouTube hay máy tính thì đâu đó chỉ cần chuẩn HD là cao rồi ha, HD 1920 trên nhân 1080. Nhưng mà khi lên những cái bản DVD hay là bản điện ảnh hay là những bản chiếu rạp thì bắt buộc các bạn phải lên kích thước rất là cao ha. Đôi khi mình vẽ cái kích thước của nó thì gần bằng một cái tường của cái căn nhà luôn ha. Thì khi các bạn tưởng tượng là khi nó đưa lên màn hình chiếu rạp á, đó, khi tụi mình vẽ những phim màn hình chiếu rạp á, thì cái màn hình nó to như vậy nên là cái phân giải, những cái mật độ điểm ảnh ở trên cái màn hình nó sẽ rất là nhiều ha. Khi chúng ta vẽ mà cái phân giải chúng ta thấp quá, chiếu lên đấy thì sẽ bị bể nét hết ha. Rồi cái phần mật độ điểm ảnh thì chúng ta sẽ ở phần bên dưới ha. Rồi ở đây mình sẽ nói qua, ở đây có phần pixel. Ở đây các bạn thấy là lựa chọn là inch. Là chế độ là cái này là trên là inch ha. Rồi ở đây là cm, ở đây là mm và ở đây là phần thông số như thế này thì chúng ta ít xài ha, thường là pixel này, inch này, cm hoặc là mm thôi. Thì thông thường thì mình vẫn xài cm nhất ha. Mình xài cm. Ví dụ như mình chuyển về kích thước của nó là kích thước A4 lật ngang chẳng hạn ha. Hoặc là mình xài chế độ là pixel 1920 nhân 1080 thì các bạn chuyển đổi nó sang chế độ cm thì thông số của nó cm sẽ tương ứng với thông số của pixel. Lúc nãy pixel là 1920 nhân 1080 thì qua cm thì sẽ là chiều ngang 67 cm và chiều dài là 38 cm, à chiều cao là 38, chiều ngang là 67 cm. Rồi ok, mình sẽ chuyển lại pixel 1920 nhân 1080. Rồi cái sau khi cái này á, các bạn sẽ biết kích thước file thì các bạn sẽ cân chỉnh theo cái nhu cầu của mình ha, nhu cầu về study và nhu cầu về cái dự án của bản thân mình ha, hoặc là dự án của đối tác họ cần cái kích thước như thế nào thì tùy vào tình hình cụ thể thì các bạn chọn cái thông số file này cho nó đúng. Còn không thì nếu giống như là cái kích thước dự án này nó cần là phân giải cao, kích thước lớn nhưng mà các bạn lại để thông số thấp quá thì vẽ nó bị bể, thì khi làm xong rồi á, khi là xuất file qua bên đối tác thì bắt đầu là coi như là bị hư luôn, các bạn bắt buộc phải làm lại, bắt buộc phải vẽ lại, trừ khi cái thông số các bạn để lớn quá, nó lớn hơn với cái mức yêu cầu thì nó đỡ ha, nhưng mà nhỏ hơn là mệt đấy, để các bạn không có nước, không gọi là không có khả năng quay đầu nữa đâu. Rồi cái kích thước này thì thông thường thì pixel thì đâu đâu đó cũng phải trên 1000 là ít ha, đừng có để nhỏ quá nhé. Rồi bên dưới các bạn sẽ thấy là phần resolution này ha. Resolution này chính là cái phần mật độ điểm ảnh của cái file của mình ha. Trên cái màn hình này thì mình sẽ mở một cái phần, mình sẽ cho cái file này của mình nó tối một xíu. Rồi mình sẽ xuất file bên này vào ha. Rồi các bạn thấy này, khi mình zoom lên như này này, các bạn có thấy nó bị bể không? Giờ những cái nét này, những cái biển loại điểm ảnh này này. Rồi mình sẽ show cái GIF này. Các bạn thấy cái file GIF này không? Những cái lưới này chính là cái mật độ điểm ảnh của chúng ta ha. Đó. Bây giờ mình sẽ chuyển cái file này về cái phân giải thấp hơn, ví dụ như mình cho nó về 500 thôi. À, ở đây cái phần độ resolution này ha, mình sẽ chuyển nó về khoảng 50 thôi. Rồi.
lập tức cái file mình sẽ bị bể này, các bạn thấy không? Nè. Nó tan nát luôn này. Đó, cái bài mình giờ nó chắc là nó chỉ nó không còn rõ nữa, khi mình zoom lên thì không còn thấy chi tiết nữa ha, toàn là lưới không. Thì do là cái pixel của mình, gọi là cái mật độ điểm ảnh, resolution của mình thấp quá thì nó không có phù hợp ha. Nên là khi, nhưng mà ngược lại thì khi chúng ta nâng cho nó cao quá, ví dụ mình cho lên tận 1000 đi. Với mật độ điểm ảnh này á, các bạn sẽ thấy là cái bài của mình bị bể ha, nó bị nhòe lên hết. Bởi vì với cái ví dụ như là các bạn mật độ điểm ảnh của mình lúc đầu cái vùng vẽ này chỉ đâu đó khoảng 4 ô thôi. 2 3 4 ô này thôi ha. Đấy, nó tương tự như những mật độ điểm ảnh đi. Rồi những cái ô liền kề như này ha, 4 ô. Nhưng mà khi chúng ta tăng cái độ pixel này lên tới tận 10 lần như thế thì với cái bài này nó sẽ rất là to ha, nó to ra là nó làm nhòe hết tất cả những cái bài của mình luôn. Và cái điểm ảnh này không phải 4 điểm nữa mà nó nhân lên tới 40 điểm. Ha. Thì đây là hai cái thông số. Các bạn hiểu là chúng ta sẽ cân bằng giữa hai cái thông số này. Ha. Giờ mình sẽ cho trở về cái thông số cũ ha. Với cái thông số vừa rồi thì mình có thể đem lên đi chiếu rạp được rồi. Ha. Thì thông thường cái kích thước mà nó nhỏ thì kích thước nó nhỏ ha. Chờ để pixel đâu rồi. Rồi, thông thường cái pixel và kích thước của nó mà nhỏ thì chúng ta bắt buộc phải tăng cái resolution này lên. Ví dụ kích thước này khoảng 1000. Đó. Thì bởi vì kích thước họ yêu cầu cho mình là chỉ được kích thước này thôi. Thì bắt buộc mình phải tăng lên cái resolution này, mình sẽ tăng lên khoảng 150. Đó. Có nghĩa là mình tăng cái điểm ảnh nó lên. Còn nếu cái phần file này nó lớn rồi, ví dụ như ở đây không 3 lên tới 3000 đi ha. Pixel 3000, chiều ngang cũng 3000 luôn. Thì để bởi vì nó kích thước nó to quá rồi nên là cái resolution mình sẽ cho giảm lại, mình cho nó khoảng đâu đó khoảng 70 ha, hoặc là 50 thôi, hoặc là 72 cũng được, là kích thước cơ bản ha. Đó thì bây giờ mình sẽ cân bằng hai cái này lại. Thì cơ bản ở đây mình hay sử dụng là 1920. 1920 nhân là 1080 ha. Rồi, bên dưới cái resolution này thì mình thông thường ấy, nếu mà các bạn muốn vẽ cái bức tranh của mình nó chi tiết và nó kỹ ha, có nghĩa là nó cũng tùy ha, nó tùy mục đích của chúng ta nữa. Nếu cái bài đó ví dụ như các bạn chỉ lên concept thôi, lên concept thôi thì các bạn không cần để cái pixel nó nặng quá ha. Nếu mà chúng ta cần tỉa kỹ, ví dụ như cái bài mình nó cần kỹ càng từ cái điểm một thì mình phần tăng cái resolution cao lên ha. Như các bạn thấy lúc nãy mình cũng để 120 thôi, không có để nhiều ha. Có một số bài thì mình sẽ để cái phân giải nó cao hơn. Rồi mình sẽ xem thử một số cái bài của mình để phân giải cao xem sao. Rồi, ví dụ những cái bài này nè. Những cái bài này các bạn thấy không? Cái chi tiết của mình không có đi nhiều chi tiết. Vì vậy nên mình không cần cái độ phân giải nó cao. À, ví dụ như cái bài này mình vẽ. Ngoài sao rồi, các bạn đợi xíu nhé, nó bị lag rồi, có vẻ đường truyền bên mình đang có vấn đề đúng không? Các bạn có thấy màn hình bên mình không? Được, ok thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ open lại ha. Rồi, mình sẽ đặt thông số nhanh. Giờ là 1920 nhưng 1080 resolution thì thông thường mình khuyên các bạn là để cái mức gọi là normal custom thôi. 120. Thông thường thì mình rất là hay để 120. Nếu mà cần chi tiết hơn một xíu thì mình để 150. Hoặc là ít hơn một xíu thì mình để 72 thôi.
72 là cũng là ok rồi đó. Rồi, ok mình sẽ để 72 ha. Ở đây thì do color mode ha. Cái chế độ color mode này chính là cái các bạn chọn chọn cứ LGB là được ha. Còn những cái chế độ khác để in ấn hay là những chế độ khác thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm ha. Rồi, ở đây cần bao nhiêu bit thì thông thường mình để 8 bit. Rồi, cái màu này màu background ha. Cái màu background chính là màu của cái file dưới cùng á. Cái đệm bên dưới khi các bạn mở file mới thì thường nó là màu trắng ha. Thì bây giờ các bạn có thể đổi, ví dụ là background color, các bạn có thể chọn. Hoặc là cái gì đó ha. Thông thường cái để white được. Đó thì chúng ta sâu chúng ta biết thôi. Ở dưới thì sâu ra cái Adventure này là những cái chế độ nâng cao hơn ha. Các bạn có thể tìm hiểu. Rồi, ở đây thì mình sẽ ok. Rồi, để mình mở một cái file mới. Thì bây giờ cái file này lập tức nó sẽ nở một cái file mới thì nó sẽ nằm ở trên này ha. Rồi mình sẽ vấn đề cái bàn phím này lại để bây giờ thao tác các bạn có thể dễ thấy. Rồi bây giờ như chúng ta nhìn tổng quan ha. Trước mắt đầu tiên khi các bạn mở ra thì chúng ta sẽ không cần tìm hiểu quá nhiều mà chúng ta setup những cấu trình cơ bản thì chúng ta painting đã ha. Bây giờ mình sẽ lên Windows vô cái phần Workspace và trở về chế độ painting. Thì những cái chế độ painting ở đây chúng ta đã thấy ở đây ha. Thì bây giờ mình sẽ cho chế độ những cái chế độ quan trọng mình sẽ cho layer vào này. Chế độ path nè, chế độ là chế độ gọi là chạy phối cảnh ha. Như các bạn nào mà thích về background á thì cái chế độ phối cảnh chính là cái path phối cảnh này là mình hay sử dụng nhất. Rồi những chế độ brush ha. Brush thì các bạn có bỏ vào hay là không? Mình có sử dụng thêm tool reset hay là những chế độ ví dụ như là History ha. Thì thông thường mình setup sẽ như thế này ha. Đó mình sẽ chia nó ra khu vực phía bên phải. Và thay vì tool ở khu vực bên trái thì các bạn hoàn toàn có thể kéo nó ra khu vực bên khác ha. Ví dụ giờ đang ở bên trái. Nhưng mà thông thường khi mình vẽ luôn luôn đặt cái sự thuận tiện lên đầu tiên ha. Ví dụ mình đang vẽ ở đây ha. Để thao tác lại chúng ta kéo file vào. Rồi, ví dụ như là mình mở file layer này ha, khi chúng ta mở ra cái file này chính là ở chế độ file background. Bây giờ mình sẽ đánh lên đây. Ha, mình sẽ vẽ lên những cái cây này đi ha. Thêm vài cái bông hoa ở đây. Ở đây, ở bên này, ở bên này, ở trên này ha. Ở bên này chẳng hạn. Đó thì khi chúng ta nhìn mình nhìn ở quanh đây thấy nó cứ bị vướng vướng sao á ha, vướng mấy cái này nè, thấy cái này là ghét rồi nè, chế độ này cũng vướng luôn, mình sẽ kéo qua đây, path này cũng vướng thì mình sẽ thu hẹp nó ra những khoảng cách này. Bây giờ mình chọn công cụ, mình chọn pen ở bên này ha, mình chọn tẩy, sau mình tẩy bớt đi, rồi mình chọn qua đây, mình chọn cái chế độ ví dụ như chế độ bàn tay đi. Sau đó qua đây mình chọn layer. Đó, mình tạo layer mình ở bên này, chọn layer xong rồi mình lại chọn công cụ ở bên này. Thì các bạn thấy là chúng ta đã thấy hơi hơi một chút gì đó bất tiện ha. Thì đây là cái điều mình muốn nói là chính cái sự thuận tiện trong quá trình chúng ta vẽ thì thông thường mình hay để á, bởi vì mình muốn tăng cái thao tác tốc độ vẽ của mình để tập trung vào những cái sản phẩm mà mình đang vẽ. Vì vậy nên là mình sẽ làm sao cái cấu hình nó nhanh gọn và nó đơn giản nhất có thể ha. Thì mình các bạn sẽ thấy nè, mỗi khi các bạn muốn kéo một cái chế độ nào đấy thì các bạn chỉ cần nhấp lên đầu là cái phần tên của cái chế độ đấy, ví dụ layer ha, các bạn nhấp vào chỗ layer các bạn kéo nó ra ngoài. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái phần layer sẽ được kéo ra ngoài ha. Thì các bạn có thể set up thoải mái theo ý của mình. Thì cái bộ brush reset này thì mình nghĩ là mình sẽ bỏ nó vào đây. Đó, cho nó hiện ở khu vực bên này ha. Các thấy một số cái bộ brush của mình ha, mình có thể sử dụng được. Rồi ở bên này thì ví dụ như là cái chế độ layer thì mình layer luôn là cái phần quan trọng nhất ha, chắc chắn layer là cái phần quan trọng nhất rồi, không phải bàn cãi nữa. Đó, nên là mình sẽ để nó cái khu vực nào rộng nhất và lớn nhất ha, để mình có thể dễ dàng thấy và kiểm soát nó. Thì mình kéo nó vào đây, mình để nó ở cái khu vực này. Thì đối với mình cái khu vực này là khu vực quan trọng nhất và lớn nhất ha. Còn đối với các bạn thì như thế nào thì mình không có biết, thì tùy ý các bạn setup ha. Nhưng mà cái nguyên lý là như thế ha. Chúng ta sổ ra thì hôm đây sẽ là một dãy những cái layer. Rồi, các bạn có thể gắn nó hoặc là các bạn kéo nó ra ngoài ấy. Ta sẽ kéo nó ra ngoài. Rồi mình sẽ
kéo nhỏ lại này, kéo lớn ra này, kéo nhỏ những khu vực này ha. Thì các bạn có thể tùy ý để cho mình một cái buổi nào đó để setup lại những cái cấu hình này để cho nó đơn giản ha, nó dễ sử dụng. Đây giờ mình setup vào khu vực này thì cái phần công cụ này chính là công cụ tool ha, các bạn sẽ thấy ở đây này, ở đây có phần tool. Khi chúng ta mở phần Windows lên ha, chúng ta sẽ thấy tool ở đây rồi. Để các bạn tìm hiểu tất cả những cái thành phần ví dụ như là layer này, rồi tool này, rồi history này, brush này, rồi tool preset hay brush preset, tất cả những chế độ mà support trong quá trình chúng ta vẽ, hay là cái bảng color, hay là path, hay là những cái, nói chung là những cái chế độ mà quan trọng nó hiện trên cái màn hình của mình thì nó đều hiện, nó đều tất cả tổng hợp vào trong phần Windows này. Các bạn sẽ kéo con trỏ lên trên phần Windows và các bạn sẽ thấy một thanh ở đây ha. Tất cả những công cụ sẽ nằm ở đây. Các bạn thấy những cái dấu tích, cái nào có dấu tích thì cái đó đang hiện trên màn hình. Mà cái nào chưa có dấu tích là cái đó không có hiện trên màn hình ha. Ví dụ như là ở đây cái phần action nó chưa hiện trên màn hình thì mình sẽ ấn vào action ha, thì nó sẽ hiện cái phần action này ra ha. Rồi ở đây Windows thì các bạn ví dụ như adjustment ha. Cái tổng hợp adjustment trên này chính là cái chế độ hòa trộn của chúng ta, những cái chế độ hòa trộn ở trong đấy. Nó không có thì chúng ta phải nhấp vào. Thì bây giờ nó sẽ show ra các bạn là cái bảng adjustment đây ha. Đấy, tất cả những chế độ hòa trộn thì nó sẽ nằm ở trong đây, ví dụ như là brightness and contrast hay là hue and saturation ha. Những cái chế độ, ví dụ như chế độ hue này đi ha. Khi mình kéo nó về đây thì trở thành cái tranh mình trở về trắng đen. Hay là chỉnh màu ở trên đó ha, mình sẽ rất là hay cân chỉnh màu ở trong đây. Cái hue and saturation này. Rồi, tiếp tục thì những cái chế độ khác, ví dụ như layer ha, thì layer hiện tại đang hiện nên là nó hiện dấu X cho mình, và các bạn thấy bên phải là nó có phím F7 ha. Thì khi các bạn ấn F7 thì nó sẽ hiện layer ra cho mình ha. Thì đây là cái thủ thuật để giúp các bạn học phím tắt ha. F7 và bên trái sẽ hiện dấu tích, cái nào có dấu tích thì cái đó đang hiện, cái nào không có dấu tích thì cái đó chưa hiện. Thì các bạn muốn cho hiện dấu tích, ví dụ như mình muốn hiện cái tool preset hay là hiện cái option, mình sẽ ấn vào cái phần ví dụ như là mình sẽ ấn hiện brush đi ha. Mình sẽ ấn vào brush thì nó hiện cái bảng brush lên cho mình. Và cái bảng này phím tắt của nó là F5 ha. Phím tắt của bảng brush này chính là phím F5. Các bạn thử ấn phím F5 ở trên màn này, trên cái phần công cụ của mình ha. Cho dù ở trên iPad Pro Air thì Pro thì nó cũng thế thôi ha. Trên Mac thì điều hành Mac thì nó cũng là F5 hết ha. Các bạn ấn F5 thì nó sẽ hiện ra, bởi vì cái bộ phím tắt này là phím tắt chung của Photoshop nên là máy Mac hay Windows thì nó cũng như thế thôi ha. Thì chúng ta sẽ ấn F5 thì nó hiện ra bộ brush này. Rồi ok thì mình sẽ tắt nó đi ha. Có cái phần dấu x bên trên này, những phần dấu x này các bạn sẽ ấn và tắt nó đi. Rồi cái phần dấu, những cái vần dấu mũi tên này các bạn để xồ ra hoặc là cho nó nhỏ lại, các bạn có thể cho nhỏ lại. Và các bạn thấy ở đây có những cái thanh bé bé ở đây này, các bạn cầm vào đây và các bạn kéo nó di chuyển ha, ví dụ di chuyển vào những cái góc này. Và những cái phần nào mà những cái phần hút liền kề, hai cái này nó hút vào dính nhau, nó sẽ dính với nhau này ha. Ở đây nó cũng dính với nhau này. Đó. Thì các bạn có thể thu nhỏ và để vào những khu vực làm sao mà gọn gàng gọn dễ ha. Thì chúng ta tiếp tục mở cái phần Windows lên để xem hết một vòng ha. Brush Reset thì giờ mình tắt cái Brush Reset này đi, mình không muốn nó mở nữa. Mình sẽ ấn vào một lần và cho nó mất dấu tích đi ha. Giờ bây giờ nó đã biến mất rồi, ở đây nó không còn dấu tích nữa rồi. Hoặc là ở đây mình sẽ ấn cái chế độ Layer lên. Xin lỗi các bạn nhé, các bạn đợi mình một xíu nhá. Gia đình mình hiện tại đang có việc gấp một xíu, mình sẽ nghe điện thoại khoảng vài phút thôi. Con nghe này mẹ. Con đang ở phòng. Sao vậy? Mới có gọi nhưng mà do con đang dậy mà. Nhưng mà sao vậy mẹ? Hả? Thế mẹ kêu gọi lại cho con đi. Nhưng mà giờ giờ cụ mới gọi tắt rồi. Rồi rồi mẹ nói đi. Mộ hả?
Giờ sao mẹ? Ừ, giờ sáng mai con về. Dạ. Giờ mẹ có cần bao nhiêu tiền đâu không? Có gì mai con mang về. Ừ, rồi để con hỏi nếu con sẽ có khoảng 10 triệu. Con sẽ con đưa mẹ khoảng 10 triệu nhé. Dạ, rồi. Dạ, ok. Dạ, rồi. Ok, chào mọi người. Thực ra mình đang cố gắng để live buổi tối ngày hôm nay. Nhưng hôm nay nhà mình có chuyện gấp. Hiện tại bố mình đang bị nhồi máu cơ tim và hiện tại vừa vào viện để mổ. Và tối nay phải mổ trong đêm. Nhưng mà mình đã hứa với mọi người là mình sẽ live rồi. Nên mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ tối nay. Mình sẽ về xe, lên xe và mình sẽ về quê sau buổi live này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ha. Ok, khi mình mở chế độ Hue and Saturation này lên thì các bạn sẽ thấy ha, chế độ hòa trộn đây. Và các bạn muốn tắt nó đi hay nó xóa đi thì ấn vào nút Delete thôi là các bạn có thể kéo nó về đây ở chế độ thùng rác ha. Và chúng ta sẽ mở cái Window này lên xem lại một vòng ha, những cái chế độ nào thông dụng. Chế độ Brush, chế độ Brush Preset, hai cái này chính là chế độ cái này để mở ra để chúng ta có cái bảng Brush thì chúng ta vẽ ha. Ở đây là cái chỗ brush reset thì cái này là cái để chúng ta chỉnh và control toàn bộ cái nét brush của mình ha. Ví dụ khi mình vẽ thì toàn bộ mình chỉnh brush từ trong khu vực này, và mình nghĩ là các bạn sẽ rất là cần cái khu vực này ha. Cái phần setup brush này là rất là quan trọng, thì các bạn có thể tham khảo ở trong cái channel của mình có cái phần là setup Photoshop, có một phần setup brush cho Photoshop ha, có thể tham khảo ở trong đấy. Rồi ở trong này sẽ có phần layer, thì các bạn có thể tắt layer thì các bạn thấy nó đã biến mất rồi ha. Giờ mình sẽ ấn có hai cách, thì các bạn có thể vào Windows và ấn mở nó lên lại, hoặc là các bạn ấn cho mình vào phím F7 ha. Thì F7 thì nó sẽ hiện cái chế độ layer lại. Wow, nó nhảy rồi. Layer. Ủa, bàn phím mình bị liệt rồi hay sao ấy nhỉ? Nói chung là F7 ha, các bạn sẽ thấy này, ở đây có phím F7 thì các bạn ấn phím F7 thì nó sẽ ra đời những phần tương preset hay là option ha. Rồi khi mình ấn phím phần option này đó thì nó là cái thanh ở trên này ha. Các bạn sẽ biết nghĩa của nó ha, cái phần tool, cái phần thanh này, thanh thanh này này ha, thanh chúng ta hay sử dụng nhất thì nó tên nó là tool ha. Thì các bạn có thể vào đây để tìm hiểu, để giờ các bạn sẽ biết là những cái này ở khu vực nào và tắt mở nó như thế nào rồi ha. Color này, rồi history này, rồi layer này, rồi những cái chế độ path hay là style, practice hay là watch timeline. Timeline ở đây cái này để chúng ta chạy những file gif ha, file gif hoặc là animation cũng được. Thì cái này mình sẽ không giới thiệu ha, mình sẽ nói qua thôi. Đó, các bạn sẽ nhấp vào tất bất cứ khi nào các bạn muốn tắt một cái file nào thì các bạn có thể nhấn chuột phải ha. Ở trên cái chúng ta thì sẽ dùng brush, cái cây bút pen ha, nên là chúng ta sẽ nhấp vào cái phần tên và nó sẽ hiện, chúng ta bấm nút thì nó sẽ hiện cái phần bảng này và ta sẽ ấn vào close. Với file close này thì nó sẽ tắt cái file của chúng ta đi ha, nó tắt cái chế độ này đi, hoặc là thay vì đó chúng ta có thể ấn nút X nếu mà nó là đang sổ ra phía ngoài màn hình của chúng ta. Là đây swatcher này, cái này là chế độ bên ngoài, thì mình sẽ ấn vào dấu X này ha, là nó sẽ mất đi. Rồi bây giờ cái phần tool thì thay mình để tool bên trái thì bây giờ mình chuyển tool về bên phải đi, mình sẽ kéo thằng này. Đó, mình bỏ nó về chế độ bên phải này. Thì mình thấy à như thế này thì mình cảm thấy nó gọn hơn, vì tất cả bây giờ mình chọn brush ở đây xong mình chọn layer luôn. Rồi, bây giờ mình chọn brush này. Rồi mình chọn layer mình vẽ. Rồi, chọn layer mình vẽ.
Rồi, mình sẽ chọn layer tiếp. Rồi mình vẽ tiếp ha. Rồi, mình lại chọn qua đây, ví dụ như là mình chọn hút màu đi, mình sẽ hút màu ở đây, hút màu vàng, hút màu xanh, hút màu xanh lá cây, hút màu tím, xanh nhạt trời, đó, chế độ hút màu. Rồi, ok. Thì bây giờ mình đã setup thông thường, mình sẽ setup nó tất cả mọi thứ trên qua một khu vực. Các bạn có thể setup nó qua bên trái và setup tất cả qua bên phải, hoặc là setup tất cả lên bên trên, setup tất cả xuống bên dưới cũng được ha. Hoặc là setup đều hai bên cũng được. Miễn sao là những cái công cụ mà liền kề mà hay sử dụng nhất với nhau thì để gần nhau cũng được ha. History thì thay vì để bên đấy thì các bạn có thể để khu vực bên này chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể tắt đi ha. Và để trên này toàn bộ layer luôn cũng được, không có vấn đề gì cả. Ha. Thì đây là những cái công cụ mở thì các bạn có thể setup làm sao mà bản thân mình thấy thoải mái nhất có để chúng ta có thể vẽ nó hiệu quả ha. Rồi, bây giờ sau khi cái chế độ Windows này, chế độ nguồn, chế độ tổng ha, setup tổng thể. Rồi bây giờ mình sẽ mở những cái quan trọng nhất. Đầu tiên sẽ là layer ha. Đầu tiên mình sẽ mở chế độ layer này. Thứ hai á là mình sẽ mở cái phần đối với mình thì là có thể là tool preset đi ha. Các bạn sẽ thấy tool preset. Cái brush ở đây và công cụ F5. Thì các bạn có thể để đâu đó nó ở bên này. Nhưng mà với mình thì những cái bảng này nó to quá nên là mình tắt đi. Khi nào mình muốn mở thì mình ấn vào F5 lên ha. Thì mình sẽ phần F5 ha. Phím F5 này nhá. Các bạn sẽ thấy cái phím F5 này. Đó, cái phím F5 là phím này. Rồi ấn phím F5 này lên thì nó sẽ hiện cái bộ brush preset này lên. Rồi mình có thể cân chỉnh ở đây. À, ví dụ mình thêm ít texture, mình thêm cái chế độ đầu mút ở đây. À, mình thêm ít transfer để cho brush nó mềm hả. Hoặc là mình xem cái color dynamic chẳng hạn. Rồi hoặc là mình thêm những cái chế độ khác, ví dụ như annoy, rồi cái waste, rất là nhiều chế độ chúng ta có thể cân chỉnh cái brush của mình nó thú vị ha, mà nó trở thành cái gì chế độ gì đó đặc biệt nó có thể hỗ trợ cho mình trong quá trình vẽ. Thì những cái brush thì chắc là thứ nhất là brush là một phần quan trọng, thứ nhất mình sẽ review qua. Rồi và đầu tiên là chúng ta sẽ để ý phần window ha. Thì bây giờ mình sẽ sổ ra này, layer này, ở đây mình có history. History chính là các bạn vẽ một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Rồi bây giờ mình sẽ ấn cái tổ hợp phím là Ctrl Z ha. Các bạn ấn Ctrl Z thì nó sẽ lùi lại ha. Các bạn ấn Ctrl Z thì nó lùi lại một bước ha. Nhưng mà khi các bạn ấn Ctrl Shift Z ấy, Ctrl Alternate Z ha, thì nó sẽ lùi được nhiều bước. Còn Ctrl Z thì các bạn chỉ lùi được một bước này ha. Này Ctrl Alternate Z nhá. Nên mình chỉ lùi được một bước thôi. À nhầm nhầm nhầm, mình sẽ nói lại. Ctrl Z thì chỉ lùi được một bước, có nghĩa là lùi tới, lùi chứ có nghĩa là đi tới, đi lùi một bước một thôi. Kiểu bước tới, bước về, bước tới, bước về. Nhưng mà các bạn giữ phần nút Ctrl Alternate Z sẽ lùi được liên tục này. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Thì cái phần layer, cái history này rất là quan trọng ha. Khi các bạn vẽ bị lố quá thì các bạn không thể nào lùi qua được nữa. Thì các bạn sẽ ấn hiện lên đây thì mình sẽ thấy cái phần history này ha. Ấn cho mình tổ hợp phím là Ctrl K ha. Nút Ctrl này với nút K này ha. Ctrl này với K, ấn tổ hợp hai cái phím này cho mình. Ctrl K thì nó hiện cho mình cái bảng này lên. Rồi các bạn di chuyển xuống phần performance. Performance. Cái phần performance này thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần này là chính phần là phần cái RAM ha. Cái RAM mà cái Photoshop này đang ngốn và nó ngốn ở khu vực nào. Thì ở đây nó đang ngốn ở khu vực là ổ đĩa C ha. Đó thì các bạn có thể xem ở đây. Thì nếu mà cảm thấy ổ đĩa C nó chịu không nổi thì chúng ta có thể san nó qua ổ đĩa D ha. Cả hai ổ đĩa sẽ gánh cùng một lúc thì nó sẽ đỡ hơn. Đó, thì bây giờ mình đã để ở mỗi ổ đĩa C thôi ha. Rồi ở đây các bạn thấy một đây có một cái thông số quan trọng nhất chính là history stated. Đúng không? History stated này chính là cái số lượng bước để chúng ta có thể lùi được ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có 80 bước và mình đã setup ở đây thông thường ở đây thì nó có khoảng 20 bước thôi. Đây là không thông số basic ha. Cái thông số custom của Photoshop khi chúng ta mở lên thì lùi được 20 bước. Lùi 20 bước chính là rất là ít ha.
Ví dụ như khi mình vẽ cái lá cây này đi ha, mình vẽ cái đống lá cây này, các bạn xem mình chỉ đánh mấy có mấy nét thôi mà đã nè, một bước rồi, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Rồi nãy giờ mình vẽ mấy cái lá này đã hết 20 bước rồi ha. Vậy thì chúng ta không, thực sự là không lùi được nhiều ha. Ví dụ như là mình muốn lùi tới cái bước trước đó biết bao nhiêu luôn ha. Mình vẽ lố nhiều quá rồi, giờ mình làm sao mình lùi được ha. Nên là bây giờ mình sẽ ấn Ctrl K lên ha. Ctrl K lên vô phần performance thì để cho mình history thì chúng ta sẽ tăng lên đâu đó khoảng 50, cao thì đến tầm 100 thôi, đừng có cao quá ha. Cao quá sẽ làm cái bài của mình rất là nặng, cái Photoshop của chúng ta rất là nặng, đối nhất là đối với những bạn máy yếu ha. Bởi vì các bạn hiểu như thế này nè, nó sẽ là những cái lưu lại những cái thông số cũng như là cái dữ liệu lại ha, và nó chạy ngầm bên dưới Photoshop, làm Photoshop của chúng ta sẽ rất là nặng và nó sẽ rất là ngốn RAM ha. Khi các bạn ấn tổ hợp phím là Ctrl Shift Asset ha, là tổ hợp phím này, các bạn sẽ phát hiện ra là cái Photoshop chúng ta đang ngốn bao nhiêu RAM ha. Ấn tổ hợp phím Ctrl này, Ctrl 1, Shift 2 và nút SC này ha là 3. Ấn 3 phím này lên thì các bạn nó sẽ hiện ra chúng ta một cái bảng này là bảng Tab Manager ha. Là cái bảng này chính là cái bộ điều khiển tổng thể ha của cái máy chúng ta, xem là dữ liệu đang ngốn như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy là Photoshop Adobe Adobe Photoshop CS6 của mình thì đang ngốn khoảng 1 phần và mấy phần trăm cái CPU. Còn cái RAM ha, memory của mình thì nó ngốn khoảng 948 MB ha, thì cho là 1 GB đi. Ngoài ra thì dưới có Discord nè, có OSB Studio, rồi những cái tab nào hiện đang lại. Nếu mà các bạn để cái thông số của Photoshop mà nó chạy ngầm ha, dữ liệu chạy ngầm dưới Photoshop nhiều quá thì nó tăng lên khoảng vài GB chẳng hạn. Thông thường bài mình vẽ thì đâu nó lên khoảng RAM sẽ đâu khoảng 4 đến 5 GB chẳng hạn ha. Đó thì ba cái phím này sẽ mở cái thông số Tab Manager của chúng ta ha. Rồi bây giờ đó là cái phần về history ha. History là một cái phần rất quan trọng khi chúng ta vẽ ha. Vẽ sai nhiều chúng ta phải lùi ha. Rồi, history. Rồi bây giờ có những cái chế độ mình sẽ nói qua về những cái chế độ quan trọng để các bạn có thể biết tới ha. Thì đầu tiên là file thì các bạn đã biết rồi ha. Chúng ta sẽ mở file, tạo file mới, rồi open những cái file vào. Và bên này các bạn sẽ thấy cái nút C và nút CS. Thì các bạn để ý hai cái nút này cho mình ha. Hai cái nút điều hướng này, nút C chính là mình save thẳng cái file này vào bài mình đang vẽ ha. Các bạn để ý ha, save. Thì bây giờ các bạn thấy nó hiện chữ saving ở đây ha. Hiện chữ saving ở đây, saving nè. Thì lập tức là nó sẽ save đè lên cái file gốc của chúng ta vừa vẽ ha. Ví dụ mình vừa lấy nó ở ngoài desktop thì bây giờ khi mình save á, mình save nó. Đó, các bạn sẽ thấy ở ngoài nó đang save vào cái file gốc này ha. Còn chúng ta ấn vào chế độ file và save ha. Cái nút save này sẽ tạo ra một cái file mới. Ví dụ như study 2. Đấy, bây giờ nó sẽ tạo ra một file Photoshop format option nè. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một option mới là bài Study 1 và Study 2. Ví dụ như là cái bài này các bạn muốn tạo ở, các bạn vẽ xong một cái option ha. Các bạn muốn cái, ví dụ như bài này mình muốn cái nhà ở đằng trước, bây giờ mình vẽ một cái nhà ở đằng sau đi. Ví dụ như là cái file này mình muốn cái bài này nó quay ngược lại như thế này ha. Đó. Biết đâu khi mình nhìn thế này thì cảm giác có thuận mắt hơn thì sao ha. Thì các bạn thấy, biết đâu nó lại thuận mắt hơn nhỉ? Mắt hơn thiệt chứ. Uầy, mình phải nghiên cứu ấy. Kéo cái này thuận mắt hơn nha mấy bạn ạ. Đó thì bây giờ mình muốn lưu nó option số 2 ha. Giờ mình study số 3. Đấy, bây giờ mình đã có 3 file độc lập với 3 option khác nhau. Thì mình có thể lưu ra những cái file khác và nó tạo được như vậy là nhờ cái chế độ CS này ha. Save là nó save lên cái file gốc. Còn CS sẽ save ra cái file đó, cũng bài đó nhưng mà save ra một cái file độc lập khác đó, để những cái trường hợp các bạn lên nhiều option ha. Ok, mình sẽ tắt đi. Rồi tiếp theo chúng ta để ý một xíu là cái phần edit này ha. Hay tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt thì là edit đi. Các bạn sẽ thấy ở đây có undo này, cái step forward này, step backward này, chính là cái chế độ mà chúng ta lùi về Ctrl Z đấy.
Đó, lùi lùi lùi, hay là chúng ta xây nhiều bước ha. Ctrl Z lên xây lùi được có một bước. Ctrl Antenna Antenna Z thì chúng ta có thể xây nhiều bước, lùi nhiều bước. Cái này là rất quan trọng ha, các bạn vẽ thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái mức độ quan trọng của nó thôi ha. Để các bạn sẽ thấy cái phím tắt của nó ở đây thì các bạn có thể ấn phím tắt nó ở đây ha. Thì ở đây nó đều nó hiện phím tắt ra cả. Thì do ở đây là cái thông số này không phải chuẩn, thông số này mình đã cài lại rồi. Các bạn thấy mình đã cài không? Nè, cái phần step backward chính là cái phần mà lùi liên tục nhiều bước ha. Mình có thể vài chục bước. Ví dụ mình vẽ cái cây này xong nhưng mà mình lùi lại cái lúc mình chưa vẽ cây luôn. Thì mình sẽ ấn vào step backward và mình chuyển nó về chế đến cái phím tắt là Control Z. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cái phím tắt của Photoshop ha. Thì các bạn sẽ ấn Control Z này để lùi cho mình nhiều bước. Rồi, ở dưới thì các bạn sẽ thấy những cái thông số, những cái mà chúng ta cần quan tâm một chút hoặc là biết tới một chút, ví dụ như copy ha, copy hay là cut thì các bạn cũng biết rồi, ở đâu thì nó phím tắt cũng thế ha. Cut này, copy này, rồi paste này ha. Rồi những cái phần thông số bên dưới này á. Đó thì các bạn có thể xem thử những chế độ thông thường. Và mình sẽ nhắc đi nhắc lại là chúng ta chỉ sử dụng những cái chế độ hỗ trợ trong quá trình vẽ thôi, chúng ta không cần quá nhiều chế độ ha. Các bạn mới nếu mà đã beginner thì các bạn chỉ cần biết một số, ví dụ như là vẽ brush như nào, layer ra sao, những cái biết lùi mình như nào, phím tắt rồi mình sẽ dùng ra sao, cái history sẽ như thế nào, setup cái space như thế nào thôi ha. Thì cái này mình chỉ nói qua thôi, những cái nó support cho các bạn. Nếu các bạn muốn sâu hơn thì các bạn đi học những khóa basic hay là những khóa chuyên sâu hơn thì ha. Rồi ok, thì các bạn sẽ qua cái phần ví dụ như phần transform này. Transform này mình sẽ ví dụ ở đây ha, mình sẽ chọn một cái vùng này ha, mình chọn một cái file này đi để đổi màu cho các bạn dễ thấy ha. Đây là cái này. Rồi cái phần transform này chính là cái Ctrl T ha. Khi mình ấn Ctrl T thì nó tạo ra vùng chọn và mình có thể chỉnh sửa và xoay nó ha. Mình có thể bóp ngang bóp dọc ha. Mình ví dụ như là mình bóp nó vào cái khu vực này đi, bóp nó vào đây. Rồi bây giờ mình cho nó thành cái poster ở đây chẳng hạn, thì mình bóp nó lại ha, bóp vào đây. Các bạn thấy cái thao tác của mình nhanh không? Bởi vì là mình đang sử dụng những cái phím tắt hỗ trợ ví như Control hay là Shift trong quá trình mình bóp. Đó, bây giờ mình muốn nó áp vào đây đi ha. Hoặc là mình muốn dán nó vào khu vực trong nhà này chẳng hạn ha, thì một cái poster hay là mình miếng dán gì đó. Đó là chúng ta vào cái phần Adjust, cái phần Transform, cái phần ví dụ như Distort ha, thì nó hiện này đây. Nhưng mà nó sẽ rất là bất tiện nếu mà chúng ta vào tận edit và chúng ta nhấp những cái phần này, sẽ rất là mất cái thời gian của chúng ta ha. Ví dụ như là flip này hay là cái phần xoay góc 90 độ ha, xoay góc phải, hoặc là chúng ta xoay cái lật ngang ha, chúng ta lật ngang ví dụ như là flip horizontal gì đây nè. Đó, mình sẽ lật ngang ngược lại. Rồi, tương tự với đó thì cái này sẽ là lật trên lật xuống ha. Đấy, cái vertical này, flip vertical. Nó sẽ lật trên lật xuống ha. Thì đây là những cái chế độ mà các bạn biết tới một xíu ha. Alo. Cái mic của mình bị cái gì vậy? Đây 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 một xíu. Ok, cái phần edit này thì các bạn chỉ cần biết như vậy là được ha. Rồi cái phần chúng ta sẽ qua cái phần email ha. Quan trọng nhất ở đây á, file về edit thì chỉ là cái râu ria bên ngoài biết tới cho vui vậy thôi ha. Quan trọng nhất ở đây là cái phần layer nè, thứ hai là phần email nè, thứ ba là phần filter nè, tư là window nè, còn cái phần typo là những phần chỉnh sửa về chữ ha. Hay là ở đây có những CC thì có những 3D nữa thì chúng ta không có cần, chúng ta không có làm những cái đấy ha. Typo thì để cho bên design đi ha. Select mình cũng không dùng luôn. Cái view này thì để cho có ha. Cái view này thì đâu ra, ví dụ như là khi chúng ta bật chế độ thước lên ha, chúng ta sử dụng những chế độ thước hay là những chế độ ví dụ như là show, ở đây có show ha, pixel width rip nè, thì nó sẽ cho mình cái ô lưới này. Đó, cái view chính là cái view chính là những cái mà chúng ta thấy ở trên cái chế độ vẽ của chúng ta ha. Thì các bạn sẽ show ví dụ snap to hay là snap này, chúng ta sẽ tắt đi rồi mở ra cái phần show, và cái phần show này là chính là những cái mà đang show trên màn hình, ví dụ như là
restart cái này đi, mất chế độ lưới. Ha. Rồi ở đây có zoom in này, zoom out này, ha. Zoom in, zoom out, list on screen ha. Đó, đây là những cái chế độ thông dụng. Ví dụ zoom in là nó zoom to lên, zoom out. Ha. Nhưng mà các bạn thấy là nó mất thời gian không? Rất là mất thời gian ha. Nên là các bạn thấy cái thao tác zoom ra zoom vào của mình nhanh không? Các bạn giữ cho mình tổ hợp phím là control, dấu cách. Control và dấu cách. Ghi lại control và dấu cách thì nó hiện cho mình cái nút này, cái nút này. Cái nút này chính là cái chế độ này ha. Này, cái nút này chính là cái chế độ này nè. Cái chế độ này để làm cho mình zoom to và zoom nhỏ ha. Thì thông thường các bạn sẽ phải nhấp vào đây để zoom ha. Hoặc là các bạn nhấn tổ hợp phím là control cộng hoặc là control trừ ha. Thì nó sẽ zoom to và zoom nhỏ nhưng mà nó sẽ không cơ động ha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có cái công cụ là cái hình ellipse này. Hình ellipse cái này là giống như là cái kính lúp á ha. Để chúng ta có thể zoom to, zoom nhỏ, nhìn. Đó, các bạn có thể chọn vào đây. Hoặc là đơn giản các bạn sử dụng tổ hợp phím cho mình là nút Control Shift. Và chỉ vào kéo vào cái khu vực bất kỳ ha. Các bạn kéo ngang